Xin chào quý vị và các bạn. Vào hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km h giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về phía nam đông nam. Đến 16 giờ chiều mai, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức là từ 89 cho đến 117 km h giờ, giật cấp 12, cấp 13. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 cho đến 88 km h giật cấp 10 cấp 11. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10 cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 cấp 13, giật cấp 14 cấp 15, biển động dữ dội. Quay trở lại với thời tiết khu vực đất liền, ngày hôm nay các tỉnh Bắc Bộ vẫn tiếp diễn kiểu thời tiết của ngày hôm qua, đó là trời tiếp tục duy trì nhiều mây âm u, do vậy nhiệt độ ở tranh lệch giữa ngày và đêm không nhiều. Đêm qua và sáng sớm nay trời rét, nhiều nơi trong khu vực có sương mù gây khó khăn cho giao thông. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay cũng chỉ trên ngưỡng 20 độ một chút. Khu vực Trung Bộ trời phổ biến ít mưa, về nền nhiệt độ do tác động của không khí lạnh nên có sự phân hóa rõ rệt. Với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế thì nền nhiệt khá thấp, nhiệt độ ban trưa chỉ dao động ở mức 21 đến 24 độ. Còn với các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết ấm áp hơn với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 25 cho đến 28 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do đã bước sang mùa khô nên thời tiết tốt, phổ biến ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất dưới ngưỡng 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ vẫn chủ yếu trong trạng thái nhiều mây âm u. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đồng bằng khoảng 16 đến 17 độ. Các tỉnh vùng núi Đông Bắc, Việt Bắc và Tây Bắc nhiệt độ thấp hơn, chỉ khoảng 14 đến 16 độ trời rét. Ban ngày nhiệt độ hầu hết các tỉnh miền Bắc sẽ đồng loạt tăng lên trên 20 độ. Riêng các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao hơn một chút, khoảng 22 đến 25 độ. Với các tỉnh ven biển miền Trung, khối không khí lạnh suy yếu nên trời ít mưa và nền nhiệt có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam. Ở phần phía bắc trời còn nhiều mây và rét về đêm và sáng, trong khi đó các tỉnh phía nam trời có nắng với nền nhiệt ban ngày duy trì ở mức 30 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên vẫn khá lạnh về đêm và mát mẻ vào ban ngày. Trên các tỉnh Nam Bộ trời ít mưa và nắng nhiều, một vài nơi thuộc miền Đông như là Đông Phú, Tây Ninh và Đồng Nai trời nắng khá gắt vào giữa trưa và nhiệt độ có thể lên đến mức trên 34 độ. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên cả nước vào ngày mai. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 cho đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng sẽ có mưa nhỏ và sương mù rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, đêm và sáng sẽ có mưa nhỏ và sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 20 cho đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 30 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ sẽ có mây thay đổi, có mưa rào và rông vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ, còn nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 34 độ, còn nhiệt độ thấp nhất ở mức 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ có mây thay đổi, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30 cho đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Khu vực biển Đông, quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 25 cho đến 30 độ. Còn quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, à, không trong mưa, gió bắc mạnh cấp 4 cấp 5, nhiệt độ ngày đêm phổ biến ở mức 26 đến 31 độ. Bản tin dự báo thời tiết cuối ngày đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin thời tiết vào ngày mai.